chào mấy bạn. Today mình ở nhà của Robert and Robert mới rap cái wing carbon fiber wing của mình này. So ở dưới đây mình bỏ carbon fiber cho nên mình rap màu blue. Yeah, very nice, right? And chiếc Corvette của Robert, Robert rap chiếc Corvette nè. So Robert đua chiếc Corvette ở Autobahn rồi mình rap nè. So to do. You don't mind open the door, Robert? No, so and nó sẽ đua nha, so nó họ gỡ mấy cái panel ra hết nè, and ghế sẽ đua rồi, dưới trong nó có cái thùng thùng nước đá này, nước cái này tại xe này không có máy lạnh, so nó thổi cái lạnh vô trong cái áo sẽ đua. So cái này là custom wide body của chiếc Corvette. So Robert làm đủ thứ rap ít, mấy bạn nào muốn rap xe đồ tới đây nha. Yeah. Còn chiếc Volvo này mới làm cái nữa. Đức tính làm này cho chiếc Porsche được nè. Got the Jeep. Bên này là chiếc Jeep của vợ của Robert. Robert cũng rap cái Jeep này đang làm thêm nữa. Cái này là không phải sơn nha bạn, cái này là rap á, thấy không, mà giống như sơn không, đẹp không, không phải sơn, cái này là rap. Yeah, so mấy bạn nào muốn rap xe, mấy bạn có gì nói cho Đức biết, and Đức introduce your rapper nha. Yeah. Làm mấy cái họ rap thì đẹp lắm, and giá tiền cũng tương đối cũng good nữa. Nice. Đó, có đuôi, cái đuôi bị rác rồi. Phải vậy chứ. Ok, cảm ơn mấy bạn nhiều ha. Có gì Đức sẽ quay thêm đồ cho mấy bạn coi về mấy cái blog của Đức, and quay mấy cái xe đồ, and introduce nha mấy bạn mấy chỗ mà shop đồ làm đồ. Ok, thank you, bye em. We'll be right back.